Trong phần cuối của công nghệ đời sống ngày hôm nay sẽ là ý tưởng công nghệ. Những ý tưởng thì luôn mới và hữu ích, đem lại nhiều tiện ích với cuộc sống của con người. Thời gian qua, một loạt các báo đã thông tin về việc một số cơ sở sản xuất tăm tre vì lợi nhuận đã sản xuất tăm từ loại tre kém chất lượng, tre non, khả năng chịu ẩm mốc kém. Các cơ sở này đã dùng lưu huỳnh hoặc hóa chất không rõ nguồn gốc xuất xứ để chống ẩm mốc cho tăm. Hóa chất có thể còn tồn dư trên sản phẩm, tuy không gây ngộ độc cấp tính nhưng có thể gây kích ứng da, niêm mạc hay rối loạn tiêu hóa. Trước thực tế đó, một nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội mới đây đã có ý tưởng nghiên cứu một loại tăm mới. Nó tích hợp cả hai tính năng, một que tăm có cả một đầu nhọn và một đầu phẳng. Điều đặc biệt là nhóm đã thử nghiệm chế tạo tăm từ nhựa PP nguyên sinh hay còn gọi là nhựa sạch, loại nhựa được Bộ Y tế cho phép để sản xuất các loại đồ dùng đựng thực phẩm. Nhựa PP thì thường được sử dụng là để sản xuất các cái dụng cụ, các cái đồ dùng gia đình. Chẳng như cái bát tôi đang cầm đây cũng là bằng nhựa PP, hay có thể là các cái thìa, cái cốc uống nước cũng bằng nhựa PP. Tăm sử dụng chất liệu mới này thì tôi quan tâm nhất đó là cái cấu trúc của cái tăm này và cái độ cứng của cái tăm. Thì chúng ta đang quen sử dụng cái tăm bằng quế, tăm nhọn hai đầu và tăm rang rồi, thì cái này cần phải đảm bảo cái độ cứng là phù hợp với người ta. Về cơ bản là tôi cũng nghiên cứu rất là kỹ rồi, cho nên khó khăn chỉ có điều là bởi vì nó rất là nhỏ, cho nên sản xuất thì không hề dễ. Nhìn vậy thôi nhưng mà mình phải chọn rất nhiều các thông số thì mới tối ưu được ra sản phẩm như thế này. Với một ý tưởng mới trong nghiên cứu, điều quan trọng nhất là làm sao được người sử dụng đón nhận một cách yên tâm và thích thú. Chị Phương ở Hà Đông, Hà Nội là một trong những người đầu tiên rất háo hức muốn dùng thử loại tăm mới này. Gia đình em thường là dùng tăm tre, nhưng mà em đọc trên mạng với trên báo là tăm tre người ta thường hay tẩm lưu huỳnh thì thường là không tốt cho sức khỏe. Em thấy xỉa tăm nhựa sạch nên an toàn cho sức khỏe. Khoảng một tháng nữa, quá trình nghiên cứu thử nghiệm kết thúc. Theo tác giả nghiên cứu, một ý tưởng sẽ nhận được nhiều ý kiến phản biện để hoàn thiện hoặc để đưa ra những quyết định nên dừng hay tiếp tục phát triển ý tưởng vào thực tế. Theo tác giả, nếu ý tưởng được nhân rộng trong thực tế, thì điều mà anh mong muốn nhất là cần có sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý đối với các cơ sở sản xuất, để việc sản xuất tăm phải là từ nhựa sạch PP nguyên sinh. Tránh việc gian dối, sản xuất tăm từ nhựa tái sinh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. Mỗi một ý tưởng, dù chỉ là xuất phát từ một sản phẩm rất nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đang giúp cho người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn khi tiếp cận với sản phẩm sạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc công nghệ đời sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.